anh mình đến từ cộng đồng thanh niên ai cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Meta Starter. Trong dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video sau đó các bạn đăng nhập tài khoản Twitter Google là làm nhiệm vụ đầu tiên nó chính là follow Twitter. Tiếp theo nhiệm vụ retweet bài đăng ta mở bài đăng ta, ta retweet tiếp một tít ở trên twitter người ta mở ra, mặc dù là ngày tết các bạn thấy thấy là số dự án lên trên kênh thì không hề ít hơn so với ngày thường đúng không ạ? là rút con tin, các bạn roi tiếp vào kinh terra nó mở ra để chúng ta tiến hành roi, sau đó điên niumen vào kinh terra ta nhé, Còn con tin, Thế tiếp tục chúng ta sẽ roi vào một kênh chain lồ nữa người ta roi này, kền niumen Tiếp theo các bạn do vào cái Discord của Meta Starter. Ờ, mình 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 bị nhầm một tí rồi. Bên Discord này không có liên kết với Glen. Đây chúng ta sẽ mở cái Discord ra chúng ta dò nhé. Chúng ta mở sai mã này. khi roi thì ok về được rồi Nên tiếp Ta tiếp tục giờ. Giờ, chúng ta xác nhận nhiệm vụ bên này địa chỉ ví thì các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc metamask chúng ta copy vào địa chỉ ví test sau đó quay trở lại các bạn biết vào ok chúng ta đã hoàn tất được trên đăng ký uh, quên không nhắc anh em là dự án sẽ chọn là 400 người may mắn mỗi người sẽ nhận được 20 đô token meta nhé lúc này đây thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo